Quang Hải và vợ xảy ra mâu thuẫn với studio chụp ảnh cưới. Được biết, LLC là studio tham gia chụp ảnh cưới cho Quang Hải và vợ. Nhiếp ảnh gia cũng là chủ studio này, là người phụ trách sự kiện ảnh cưới cho nam cầu thủ từ lễ ăn hỏi vào ngày 1 tháng 1. Được biết, vợ chồng Quang Hải đã chi 70 triệu mong muốn studio LLC xóa hết ảnh cưới vì không muốn studio này sử dụng hình ảnh của cặp đôi để quảng bá, làm truyền thông. Ngay lập tức phía studio đã đăng tải ảnh chụp giao dịch nhận tiền từ Quang Hải và viết status với ẩn ý thời buổi khó khăn phải đi làm vì tiền. Studio này cũng tiết lộ Chu Thanh Huyền đã liên hệ nhờ chụp ảnh nhưng khi dừng hợp tác, bà xã Quang Hải nói em tưởng anh chụp miễn phí. Theo quản lý truyền thông của sự kiện đám cưới, Quang Hải cho biết khi làm việc, LLC va chạm với các phóng viên nhiều quá. Hải không muốn xảy ra những việc không hay trong ngày vui của cậu ấy nên phía studio quyết định dừng hợp tác. Sau đó, anh L báo chi phí gói chụp là 70 triệu đồng. Lúc đầu chúng tôi tưởng được tài trợ 100%, chúng tôi trả tiền và yêu cầu studio gỡ ảnh xuống. Anh ấy cũng chấp nhận, nhưng không hiểu sao lại lên mạng bất mãn như thế. Phía Quang Hải khẳng định đã yêu cầu LLC báo giá cho gói chụp ảnh nhưng studio không gửi bảng báo giá. Đến ngày diễn ra lễ cưới tại nhà Quang Hải thì anh L vắng mặt mà không có lý do, thay vào đó là ekip làm thay. Đây được cho là sơ suất và là bài học cho cả vợ chồng Quang Hải lẫn phía nhiếp ảnh gia khi không có sự thống nhất từ đầu. Vì là ngày trọng đại trong đời, Hải không muốn làm căng, gây ảnh hưởng đến đôi bên. Nam cầu thủ cũng muốn sự việc nên dừng lại ở đây, được biết. Quang Hải và bà xã Chu Thanh Huyền sẽ tổ chức tiệc cưới lần nữa tại một khách sạn ở Hà Nội vào tối 6 tháng 4. Sau vụ lùm xùm, Quang Hải đã mời nhiếp ảnh gia Phạm Phúc Lợi, anh có biệt danh là Kiếng Cận. Gương mặt của anh không còn xa lạ với các sàn diễn thời trang đình đám của Việt Nam. Kiếng Cận cũng là người thực hiện những bộ ảnh cưới hỏi của các nghệ sĩ nổi tiếng như Anh Tú, Diệu Nhi, Minh Hằng.